chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sudit 110 độ trang bị toàn những đồ chơi tháo từ phần cơ lớn. Cái mẫu Underball 110 khối của nhà Honda mang cái tên là Sudit 110 đã và đang lấy được cái thiện cảm của rất nhiều người tiêu dùng xe máy ở Việt Nam chúng ta. Là cái dòng xe được thiết kế riêng ở thị trường Đông Á. Ban đầu cái dòng xe này có cái dung tích dành là 125 phân khối. Hơn ngàn chục năm nó được nâng cấp lên 150 phân khối và có mặt đầu tiên ở thị trường Indonesia. Tổng thể thiết kế của xe được khoác cho mình cái áo đỏ chính hãng của nhà Honda Indo. Chủ nhân của em nó còn được trang bị nhẹ một vài món đồ chơi để cải thiện lại cái phần hiệu năng cho xe. Đối với những dòng xe thiên về mặt tốc độ, điển hình như cái dòng Sunit, thì việc kéo độ cao hay bị sàn đầu xe là điều không là quá mới mẻ. Nắm bắt được cái yếu tố đó nên chủ xe đã trang bị em nó cái trợ lực Collin kẹp cổ tháo từ cái chiếc xe ZX10R để khắc phục được tình trạng nói trên, nhất là trong những cái đoạn đường thẳng. Vì là đồ chế nên ngoài canh chỉnh cho chính xác, người thợ còn phải đảm bảo được cái độ thẩm mỹ cho xe. Thí dụ ta thắng Rainbow tháo từ phần lớn có nhiệm vụ kiểm soát hành trình phanh của xe một cách là tốt nhất. Bên cạnh đó, cái còn dụng cái ổ chứa dầu rời nên được chủ xe làm thêm một cái đoạn ống trong suốt màu trắng để chứa dầu bên trong. Cái cụm con dây CRCB tích hợp thêm khả năng chống gãy. Ngoài ra, như các bạn thấy trong góc này, cái cụm con là không có lỗ chân kính. Vậy để khắc phục được tình trạng kể trên, không ít chủ xe phải minh lại bằng cách xin xì chân khác. Hé dầu trước một ít, sau thời gian dụng, được chủ xe thấy cảm thấy không được tốt khi thắng độ cao. Vì điều đó nên chủ xe nâng cấp thành heo dầu Rainbow logo lớn 2 vít đá xứng để phần nào cải thiện được yếu tố nói trên. Do cấu tạo lỗ ốc là khác nên người thợ phải CNC một phát heo riêng để có thể bắt gián tiếp vào cuộc trước. Chủ xe còn được sở trên mình cái con Exeter nhỏ được độ chế cũng là được chúng tôi lên một cái vài clip nhiều lần. Vậy mình tin rằng cái con Sunit này tương lai còn được trang bị rất nhiều món đồ chơi nữa. Honda Super R600F vẻ đẹp toàn năng với những trang bị option. Honda Super R600F vốn là biết rằng là cái chiếc Sport City rất thành công ở thị trường Hàn, thiết kế là khá tao nhã, mang đậm cái chất sport đi kèm tư thế lái thoải mái di chuyển trong đô thị, đặc biệt hơn là có động cơ 4 xanh mạnh mẽ. Yếu tố so sánh giữa những mẫu phần cơ lớn hiện nay. Trong clip này chúng ta sẽ được nhìn ngắm dung nhan cái mẫu xe đang nổi đình nổi đám ở thị trường phân khối lớn tầm trung với hiệu quả từ việc trang bị full option. Đi sâu vào chi tiết thay đổi, cụ thể nâng cấp hệ sức phanh với cụm phanh Rainbow Asset, cái bộ trợ lực Collin kết hợp cùng với phát trợ lực ASP Racing đem lại cái độ cân bằng tuyệt đối trên lái. Nâng cao hiệu quả hành trình giảm chấn với thay đổi monoshock Collin. Hiệu quả của đổi monoshock có thương hiệu của Collin đã được kiểm chứng qua nhiều cái dòng xe bởi cái tính ưu việt và chất lượng đi kèm với số tiền bỏ ra là quá xứng đáng. Bị lắp đặt bình dầu phụ được bố trí ngay bên hông sườn xe thông qua bắt nhôm CNC đi kèm là cái bộ sản phẩm này. Ngoài ra bản độ trong clip này còn được thừa hưởng từ những lỗi cao cấp như cặp phanh trước Rainbow M50, phanh sau của Rainbow 2 bít xứng được từ những anh lớn, dàn ống xả SC Reset đem lại sự hầm hố cần thiết và tối ưu công suất động cơ. Cảm ơn bạn đã theo dõi này là kế tiếp, nhớ like, share, subscribe.